Tiếp tục chương trình người khán giả sáng nay xin mời quý khách thưởng thức một ca khúc rất là xưa rồi. Đây cũng là một sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Paul McCartney, một thành viên của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Cái cách mà mình muốn sờ cái bài hát này thì mình phải đánh luôn cái tên của ca sĩ Mary Hopkins mà thì mình mới tìm được cái bài hát này vì nó rất là lâu rồi. Xin mời quý khách cùng thưởng thức nhạc phẩm Goodbye. Xin cảm ơn. Từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa và hôm nay là mấy anh hai khách đông quá cho nên là có nhiều khách yêu cầu cho nên là hai anh chị mới biểu diễn tới giờ đó. Chứ 11 giờ là off rồi. Và buổi sáng chủ nhật thì mình có thể đến để cùng tuần sau nha, chủ nhật tuần sau nha. Chủ nhật tuần sau qua sớm nha, trước 9 giờ. Xin cảm ơn. Dễ thương.